chào tất cả mọi người nha. Thì vừa rồi Huy đã thả xong cái miếng lưới và hôm nay Huy sẽ đánh lưới đêm. Tối nay Huy sẽ ra thăm và sẵn tiện Huy sẽ đi câu đêm thử luôn, xem ở đây có cá trê không. Cá đêm, cá trê mình nghĩ là nó sẽ đi ra ngoài những cái bậc thềm, nó sẽ ăn rất là nhiều. Và nói chung là cũng tùy thuộc vào may mắn của mình thôi. Bây giờ mình sẽ chờ khoảng 1 đến 2 tiếng nữa, tại vì bây giờ cũng đã tầm 5 giờ rưỡi chiều rồi. Giờ mình phải vô mình ăn miếng cơm là xong, có sức ra mình câu cho mọi người xem luôn nha. Bây giờ là 8 giờ và mình đang chuẩn bị cái cần câu này, đi ra ngoài chỗ mà mình đang giăng lưới hồi sáng chiều á, để mình thăm thử sao. Hàng tiền mình ngồi mình câu thử luôn. Này mọi người thấy không, canh đêm á là sương bắt đầu nó đổ xuống, nó đọng trên mấy cái lá lúa này. Giờ bắt đầu có sương rồi, rất là lạnh. Hôm nay thì trăng vẫn không có sáng lắm, trăng nhỏ rồi, không biết là lát ra vợ lưới có hay không. Hôm nay mình đi với một người bạn đấy nha, một người bạn đi phía sau mình với lại hai bà nhỏ này đi đâu cũng đi theo đó mọi người. Bây giờ mình để đồ đạc ở đây, bây giờ mình sẽ đi xuống phía dưới, còn không biết là như thế nào. Bây giờ một tay mình cầm điện, bạn mình thì mình sẽ không để bạn mình đi xuống đâu, nó mới tắm mà. Chắc là mình sẽ phải đi xuống mình hâu lưới lên luôn, rồi mình nhét vô cổ áo mà. Để mình đi xuống. Ui. Tiên mình được. Canh đêm á, tại vì cá nó đi ra ngoài, cá nó ra nó ăn á, nên mình đánh nó sẽ hay hơn. Còn cái ngày á, mình đánh nó nấp ở trong mà, nó nấp ở trong cho mát á. Đây lục bình này, hồi chiều là mình đánh ở cái khúc cuối là ở dưới này. Mình cầm cái đèn, mình giữ cầm cái con rùa. Biết mọi người thấy rõ không? Mình cái đồ đeo ngực của mình nó bị hư dây thun rồi, với lại cái đồ đeo đầu nữa, đồ đeo đầu nó cũng hư luôn rồi, giục luôn. Là giờ mình cầm một cái đèn, vừa cầm một cái máy mình quay luôn đó mọi người. Không biết có thấy mình rõ hay không. Hồi chiều là mình đặt ở đây, giờ này thì một mình thì đánh thì cũng hơi ướng chút xíu. Wow, trời ơi, tâm ơi. Trời ơi này, hai con cá tét lét. Ui, chắc mình phải thu lên. Chừa mới xuống hai con cá tét lét luôn à. Rồi. Cá này nó vừa vừa không à, nó không có to lắm. Đây này, hai em. Chù chà. Ui, mình mới thấy gì nặng nặng dưới này. Trời ơi, con cá liếm kính quá. Ui, rách lưới hết luôn trọ. Banh xác rồi tao. Mọi người, cá này có một cây rồi. Đây, trời ơi, con cá liếm kính. Trời ơi, hai con luôn. Xong phin luôn. Trời ơi, hai cá liếm kính này. Ba con liếm kính. Kiểu này là cái lưới của mình xong luôn rồi. Lưới 200.000. 200.000 ra đi. Cái kính này nó quậy quá. Ui, con nữa kìa, con này. Wow, một con rô phi này. Mình không ngờ luôn, hôm bữa là canh ngày mình đánh ở ngoài kia thì ui, cái này. Trời ơi. Thét lét này, chặt này. Quá trời luôn Tâm ư. Vô rồi, sao đi với Tâm ở đây hơn nữa ta. Trời ơi, con liếm kính nữa này.
Tôi cái gì mà một nùi gì? Một nùi luôn này. Ồ, cái trắng liếm kính thắt lát. Trời ơi, mất có một xíu à, mất có thu được xíu rồi này. Không biết là mấy con chạy ra không đi. Còn hơn quá. Trời ơi, cái tay lưới này chắc về mình gỡ rồi xong mình nát luôn cái lưới luôn rồi. 200 ngàn của mình. Bội thu luôn rồi Tâm ơi. Mọi người thấy không? Canh đêm á, mình đánh cái gì nó hơi nguy hiểm chút xíu. Nhưng mà có điều cá thì nó ra dễ dính hơn. Còn canh ngày á thì tụi cá nó lấp hết. Hả? Đó, mình thâu lưới mà. Mình thâu còn gỡ thì về nhà để mình xem thử làm sao. Bây giờ về không gỡ được con bó này. Ô, con cá rùa coi. Các bạn, con cá rùa này. Mọi người thấy con cá rùa khủng khiếp không? Ui, con cá rùa đồng mà thiệt. Lâu rồi mình mới thấy lại con cá rùa đồng cỡ này á. Đây là cá rùa đồng vàng chạch luôn nha, quay đồng luôn nha. Đây nữa này, chuẩn bị này. Trời ơi, cái này là cá lóc, cá trâu này. Để lâu rồi, chiều giờ tới 8 giờ nó chết bà rồi. Chết rồi quý vị ơi. Ngợp chết rồi. Ui, còn linh kính nữa. Mình kéo cái lưới này nó bị lo vô trong này quá này. Wow. Người thấy không? Nè, Tâm ơi, đây. Trời ơi, con cá rô này. Con cá rô, con cá trắng bụ. Ui, rồi con cá liếm kính. Trời. Thì thôi đem về mà. Cái đó gọi là tùy theo vận may của mình. Hên xui. Đem. Thì đó, sợ liếm kính về là mình gỡ là mình xé lưới luôn à. Ở trên đó quay xuống thấy không Tâm? Wow, một con này. Ui. Đó. Phê mọi người ơi. Hả? Ở cá trê á. Cá trê chứ cá trầu ở đây bự lắm. Nhưng có điều mình khó câu lắm. Canh đêm hoặc là mình câu lo á, lo chạy á. Hôm bữa ông anh dưới kia ông lên ông câu. Ông dùng cái kiếm kéo đó cũng giật được con cá trầu cho bá luôn mà. Câu lu gì đó. Wow. Tay lớn nè. Các bạn, tay lưới mình thực sự là mình không biết phải làm như thế nào luôn. Trời ơi. Thác lát này, nó chín nó chết luôn rồi. Quá trời luôn. Wow. Hai thác lát nữa. Bỏ tay quá. Nó nặng. Cái đường thì nó cứ chạy vòng. Khó xử lý luôn. Ok. Ốc cũng dính lên được. Một con thấy lát này. Ôi. Ôi trời. Mình không biết là mình hay đúng chụp chỗ nào hay không. Nãy giờ vô gì cái này giờ kêu rồi. Âm thanh nó cũng rụt rẹt á. Mọi người thông cảm nha. Hai cái nó cụng vô nhau nó kêu cục luôn. Mỏi tay quá, mình phải thả xuống dưới nước luôn á. Ui, một con nữa đây. Ây da. Sao mà cái đèn này nó khó gắn luôn.
không thể nào xử lý được cái cây đèn này cho nó ok được. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng nữa. Ủa, mình mỏi tay quá, dính nữa này. Kính quỳ, liên kính khổng lồ. Đèn ngon, đèn nằm yên chùm đèn trọ. Giờ mình đứng mình kéo cái lưới này. Wow, móng tay thực sự. Cái đoạn này mình nghĩ là không có, tại vì nó khá là trống. Ủa, cũng có được con liên kính này. Nhỏ, chắc khả năng là mình sẽ lựa liếm kính ra, hấp xả, liếm kính hấp xả hoặc là nướng với lại muối hột. Ô trời 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 trời, một em lóc này. Ngon. Là gần hết rồi. Giờ cuối này mình sẽ cứu thêm được một em nữa. Giờ mình không thấy, cuối này không thấy luôn. Ôi, bạn liên kính này. Nhỏ quá. Ây da. Đây, cuối này mình thấy rồi. Cuối này là được ba con hết lét đây. Ôi giời, cuối cùng thì mình cũng đã thâu xong hết được cái lứa rồi này. Giờ mình mới đi lên. Rất là căng luôn. Thật sự là không biết là mình may mắn hay là xui xẻo nữa. Cái máy. Có thể nói là trước giờ mình mới có cái cảm giác mà gỡ một cái tay lưới mà nó quải chưởng như thế này nè. Quải tay luôn, mỏi tay luôn rồi nè. Wow, quá nhiều. Mấy ký nha, tầm 5 ký chắc mình gỡ câu luôn. Liếm kính này về chắc là khả năng mình gỡ là nó sẽ rách lưới. Chắc chắn luôn, rách lưới chắc luôn. Đuối. Trời ơi, cho cháu nó bu đầy người đây. Đầy mình đầy máy luôn. Nặng lắm. Chắc lo lên này xỉu luôn quá. Nó mỏi tay. Chưa. Đây. Cái cầu luôn. Ờ. Đầy đủ luôn rồi. Cái gì cũng có đó. Ui, nó mệt. Ủa xíu luôn. Con này bự không? Bán. Bự xưa luôn à. Wow. Ui, phi. Phi này, liếm kính này. Coi đây. Như cái bắt tay. Nặng không? Mình không biết luôn chưa. Cá lát lát nhiều dễ sợ luôn. Cái lát giờ là mình bỏ tủ lạnh hết. Đây, bây giờ để. Bỏ vô cái bao này. Hai đứa này thôi. Lì hả? Ông xuống cái đó. Hai đứa đó.
dòm ra không biết luôn. À, bây giờ không mày. Tờ gì? Ờ, lên rồi, được rồi, mừng rồi đó. Chờ. Bây giờ tụi mình đi vô nha mọi người. Thịt nó rất là ngon, thịt nó ngon, nó dai lắm, dai. Cái sốt của mình đã chuẩn bị này. Cái sốt này thì mình đã băm ớt với lại hành, mình đã cho một ít nước mắm này, tỏi và đường. Mình cho thêm một ít tương ớt nữa cho nó đỏ. Đây là cái sốt ớt siêu cay của mình. Và mình sẽ ăn kèm với lại lá salad. Đây. Cá mình đã róc thịt sẵn hết rồi mọi người. Rõ mình róc này mình bỏ cho nó kiểu nó lạnh, nó ráo á, nhưng mà thấy nước nó chảy ra rồi kìa. Bây giờ mình chủ yếu là mình chờ cho nó ra than rồi mình nướng mọi. Mình nướng là mình nướng không thôi, mình không có ướp gì hết. Nướng không và sau đó mình sẽ chấm với cái sốt này mình ăn. Để ăn cái vị của con cá nó kiểu như là nó kiểu nó trọn vị luôn á, cái thịt cá nó sẽ. Mấy cái cỏ về hả gì vậy? Dạ. Con cho gì vẽ lên hình luôn. Cho bác Tắc coi. Bác Tắc thích coi gì vẽ được lên hình lắm. Thì gì ở sát chào mình cắt cỏ ngoài đây nè. Đi về. Đồ ăn tới rồi đây mọi người ơi. Wow. 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 Ui. Nhìn hấp dẫn chưa? Mọi người biết nó thơm mùi gì không? Nó thơm mùi thịt rắn. Những ai mà đã ăn rồi thì chắc là rất là quen rồi. Còn ai mà chưa ăn thì cũng sợ lắm. Có rất là nhiều quý vị khán giả, anh chị đồ cũng sợ cái món này. Nhưng mà cái món này thật sự rất là ngon. Bây giờ Huy sẽ cùng nhau thưởng thức với mọi người. Và cái món này rất là đơn giản và mộc mạc. Đây, mời mọi người một miếng nha. Vô luôn cho nhanh tại giờ cũng chiều rồi. Đó rồi sợ một lát nữa trò sập xuống là mình không có thấy đường nữa, mình không thấy đường mình review nữa. Đây. Wow. Đó. Mời mọi người nha. Wow. Wow. Wow, hết sảy luôn, rất là ngon. Sốt này đúng là sốt siêu cay này.
Thịt cá này đúng số 1 luôn. Ăn rất là ngon. Những ai mà chưa từng ăn á, nên thử đi, thử rồi sẽ biết được cái vị ngon của cá này, không có sợ gì hết á. Đều. Rất là ngon nha. Cái phần thịt sâu nó rất là nhiều. Thịt của con cá này nó tập trung ở trên cái sống lưng với lại cái đuôi, cho nên là chúng ta chỉ cần tách da ra và lấy cái phần thịt phía sau ăn thôi, còn mấy phần kia mình không có nên tiếc. Cá này nó sinh sôi đây nó rất là nhiều. Wow, ngon lắm mọi người. Đây, mời mọi người nha. Rất là ngon. Thịt nó dai lắm. Nhưng mà đặc biệt con cá này nè, khi mình nướng ra là mình ăn liền, đừng có để lâu quá, để lâu nó nguội nó sẽ tanh, ăn sẽ không còn ngon nữa. Cá liếm kính này thì nó có thể bắt gặp ở rất là nhiều nơi, ở cái vùng nào mà có nước ngọt, Lục Bình nhiều, hoặc là nói chung là bất cứ nơi nào con cá này nó cũng sinh sôi nảy nở được. Ngọt chú bộ. Wow, đặc biệt với cái sốt ớt này quá đã. Ăn nãy giờ thì Huy cũng như thường lệ, những cái tập trước thì có kể cho mọi người nghe về cái câu chuyện trong quân ngũ Huy. Thì lần này tiếp tục là cái giai đoạn tiếp theo, lúc mà khoảng một tuần sau á, Huy vào quân ngũ đi, khoảng một tuần là bắt đầu kiểu quen thói quen một chút xíu á, một thói quen chút xíu cái khuôn khổ trong quân đội á, bắt đầu ổn rồi, cảm thấy thoải mái rồi, tâm lý bắt đầu gọi là tập trung tư tưởng để công tác tại đơn vị. Lúc đó mọi người biết sao? Mỗi người sẽ, đó là do tự bản thân thôi. Mình có đi mua một cuốn sổ ở căng tin á, cuốn sổ đó hình như 20 mấy ngàn hay 10 mấy ngàn, mình không có nhớ, nói chung là cuốn sổ cái này là mình cứ mỗi buổi trưa, mình không có chịu đi ngủ sớm đâu, mỗi buổi trưa thức giấc thức cả đỡ á, thức hình như nhớ là tầm giờ ngủ là giờ nào quên mất rồi ta, 11 giờ trưa sao, ăn cơm xong 11 giờ đến 11 giờ rưỡi trưa gì đó đi ngủ. Thì cứ lôi cuốn vở đó ra, viết nhật ký và viết những cái hàng ngày mình làm gì, đi đâu, ăn cái gì, món gì ngon hay dở, hay là hôm đó có ai bị phạt gì hay không, vui lắm. Mà mình không những là mình chỉ viết không đâu, mình còn vẽ nữa, tức là mình viết ra cái khung cảnh lúc đó đúng không, nhưng mà mình không có tưởng tượng ra lúc đó nó như thế nào, xong rồi mới
hình dung ra rồi. Nhớ lại và vẽ ra luôn cái khung cảnh lúc đó luôn. Ví dụ như hôm đó buổi sáng tập thể dục, tôi vẽ một tiểu đội của mình đang đứng tập thể dục, những cái hình ảnh gọi là mô phỏng sơ sơ giống giống thôi chứ không phải là vẽ giống hoàn toàn. Ví dụ như cái cây đó mình chỉ phát khỏi cái cây và những cái đồng chí này tập như thế nào, cái kiểu như thế nào. Mà hay nha, kiểu khi mà mình có một cái gì đó mình lưu lại, tại vì ở trong đó mình không có được xài điện thoại, không có được chụp hình quay phim, cho nên là những cái kỷ niệm khó nào mà lưu lại. Hồi xưa rất là khó nhưng bây giờ dễ rồi. Thứ bảy chủ nhật lúc đó là thường thứ bảy chủ nhật là mình có thể được xài điện thoại. Nhưng mà mọi người biết mình xài không? Cái Nokia đập đá gì này, 1200 1080 gì đó, đâu có biết đâu, cảm ứng đâu có, cảm ứng mình cho người này người kia rồi để ở nhà. Thôi là suy nghĩ lại tiếp. Nhưng mà mọi người biết sao, sau này á mình chuyển đơn vị, mình có cỡ như mình đã viết xong cái khoảng thời gian 3 tháng tân binh, cái cuốn nhật ký đó là mình viết 3 tháng tân binh thôi. Khi mà mình biên chế đơn vị á, mình đã tặng cho một người và cho phép Huy được giấu tên người này. Nếu như người đó xem được thì cũng không nên tiết lộ, giấu luôn. Và bây giờ khả năng là Huy không tìm được lại cái cuốn nhật ký đó nữa, hay nói là nó bị lũ lụt cuốn trôi. Lời lính mình có những cái lưu lại những kỷ niệm đó rất là quý luôn, rất là hay. Tiếc cái là không còn giữ lại được. Wow, ăn nãy giờ đã kìa. Đúng thật sự là cá này nó quá ngon luôn mọi người. Kèm với lại cái sốt ớt này nữa. Sốt hành ớt với một thôi thì cho Huy xin phép được kết thúc video tại đây. Giờ cũng tối rồi, bắt đầu sập xuống rồi, giờ quay không thấy gì hết, xấu quá mà con người chửi chết luôn. Mọi người đừng quên cho Huy một like, một like ký để ủng hộ kênh Sắm Gì TV nha, để Huy sẽ cố gắng làm những cái video làm sao cho nó hay hơn cho mọi người xem. Và một lần nữa Huy xin chúc tất cả mọi người có một ngày mới cùng bên gia đình thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thôi thì cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nha. Bye bye.